chào mọi người, em là Nguyễn Lê Minh Tâm, năm nay em 20 tuổi. Trước đây em chưa hài lòng về cái nụ cười của mình nên em đã tìm đến và tư vấn ở một số các nha khoa tại Việt Nam, và em đã được các bác sĩ tư vấn về mắc cài và em cảm thấy chưa hài lòng vì nó còn lộ ra những cái mắc cài kém thẩm mỹ. Sau đó thì điểm dừng chân cuối cùng của em là tại nha khoa Elite. Em đã gặp bác sĩ Đỗ Quỳnh Như và được tư vấn về công nghệ Invisalign, là công nghệ niềng răng trong suốt, và em cảm thấy rất hài lòng về công nghệ Invisalign. Khi Minh Tâm đến với mình thì Minh Tâm mong muốn là làm sao để có một cái răng nó thẳng đều hơn, nó không răng trên á, hàm trên răng cửa không bị chìa ra phía trước. Và một điều chắc chắn là Minh Tâm không có muốn nhổ răng. Thì sau khi thăm khám thì mình đã giới thiệu cho Minh Tâm một cái phương pháp mới gọi là niềng răng trong suốt Invisalign của Mỹ. Thì đây là những cái khay Invisalign mà Minh Tâm đã sử dụng trong suốt cái quá trình niềng răng của mình. Thì cái tiến trình để mà làm cho ca của Minh Tâm đã diễn ra theo 3 bước như sau. Bước đầu tiên là Minh Tâm đã được lấy dấu và gửi dấu răng của mình về Mỹ. Thì sau khi mà bên công ty Align của Mỹ nhận được thì họ đã thiết lập lên một cái phần mềm thành một cái mô hình 3D như là trên cái phần mềm FlimTrack mà các bạn có thể thấy ở đây. Thì mình đã làm việc với cái phần mềm này để mà xác lập cái tiến trình điều trị cho Minh Tâm. Và cái ca của cô Minh Tâm thì đã diễn ra là khoảng hơn 30 khay. Sau khi mà khay đã được sản xuất thì đã được gửi về Việt Nam và bác sĩ trực tiếp điều trị cho Minh Tâm. Ca của Minh Tâm đã diễn ra rất là tốt, các răng dần dần di chuyển thẳng đều và đi vào trong. Và đến nay thì Minh Tâm đã có một nụ cười thật là tự tin và thật là quyến rũ. Nếu như bạn muốn biết rằng Invisalign có thể giúp bạn có được một nụ cười tự tin và quyến rũ, hoặc bạn muốn tìm một cái giải pháp nào đó để mà niềng răng nhưng không ai biết, thì hãy đến với Elite để được nhận những tư vấn tốt nhất. Sau khi sử dụng Invisalign thì em phát hiện ra nụ cười của mình đã trở nên tươi và rạng rỡ hơn rất nhiều. Em thích cười hơn trước. Và một điều rất đặc biệt của Invisalign trong em đó là nó hoàn toàn trong suốt. Điều đó khiến cho mọi người xung quanh em không hề phát hiện ra là em đã chỉnh răng. Ngoài ra thì Invisalign còn rất dễ dàng để tháo ra và gắn vào để vệ sinh răng miệng mỗi ngày. Em rất thích Invisalign. Yeah!